Mến chào cả nhà, hôm nay thì tôi nên cho các bác cái miếng sông trầm hương tự nhiên. Thì cái hàng này nó là hàng men vi sinh nhé các bác. Đây là cái hàng núi rừng tự nhiên, hàng núi rừng tự nhiên kiến rừng. Tôi đã đóng hộp đây, bỏ nó rất là thơm luôn. Tôi để trong cái hộp này, sau đó mở nắp ra nó thơm lắm, thơm rất là dễ chịu, thơm ngọt thật, thơm thích lắm. Công nhận cái hàng kiến này nó thơm đã thật. Này các bác này, hàng kiến rừng, cái hàng này sông thơm cực kỳ ngọt nha các bác nhé. Hàng này thì nó cũng có ít thôi. Tôi đóng hộp đây, đóng hộp mà 50g một hộp nhé các bác, 100g một hộp, tùy theo hộp, nhưng là thường là đóng 50g thôi, 50g một hộp như thế này. Đó. Hàng kiến rừng dầu đỏ, hàng Nha Trang nhé các bác, Nha Trang Khánh Hòa nhé, rất là thơm luôn. Còn cái hàng này thì hôm nay cũng có một bác khách đặt, thì tôi bỏ đây tôi quay nữa, hàng men vi sinh. Các bác nào mà không có điều kiện kinh tế quá tốt ấy, các bác có thể dùng cái hàng này để thay thế. Nó cũng 1-9-1-10 thôi các bác, nó là hàng men vi sinh, hàng sạch ấy, hàng tự nhiên ấy, hàng gần như là không có hóa chất nha các bác. Hàng lấm, do lấm men vi sinh mình khoan vào cây xong mình đổ cái nấm men vi sinh ấy vào đó, và 3 đến 5 năm thì nó sẽ tạo ra một cái lớp trầm dầu đen rất là đẹp như này, và nó khá là cứng nhá, nó gần như là giống với tự nhiên 80-90%. Đây các bác này đó. Dầu rất là đen luôn và thơm lắm, thơm ngọt lắm. Đây để tôi đốt cho các bác thử nhá, xem nó dầu nó sùi ra. Đây các bác này, nhìn chưa? Đó. Đấy. Đấy, cháy. Đấy, cháy sùi dầu luôn này. Đó các bác. Lấy nét. Thơm phức luôn. Cái khói này nó thơm thật. Thơm rất là thích luôn nha các bác. Các bác có thể dùng cái hàng này sông. Sông mà nhất là sông lưu điện. Đốt này nó còn có khói, chứ sông lưu điện như kia là nó tỏa cái hương tinh dầu lên, nó thơm lắm các bác ơi. Cái lưu điện này bên tôi cũng đang cung cấp ra cho anh em sông nhé, hàng chính hãng công ty, bảo hành 1 năm. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho anh em, hợp lý cho anh em để anh em sông. Có bác hôm nay bác ấy sông cả 2 năm nay rồi, thi thoảng bác lại lấy hàng bác sông cái lưu điện này rất là bền luôn. Tôi dùng 6 năm nay rồi, lưu điện hàng công ty, hàng chính hãng nhé các bác, chất lượng, bảo hành 1 năm cho anh em luôn. Đó, đây là những cái miếng như này, dầu nó rất là nhiều luôn. Đây các bác thấy không ạ? Dầu không khác gì hàng dầu tự nhiên núi rừng cả. Hàng lấm men vi sinh, tại vì là thực chất ấy, hàng rừng ấy nó cũng là hàng lấm men vi sinh thôi mà. Hàng lấm vi sinh thôi. Nhưng mà nó từ những cái con kiến hoặc con ấu trùng, nó ký sinh ở trên da, trên người con ấu trùng, con kiến ấy, thì nó bò vào tổ thì nó sẽ mang theo cái nấm vi sinh ấy vào trong cái cây, và tự nó là quá trình phát triển tự nhiên. Thì hàng tự nhiên thì nó rất là hiếm, nó ít là như vậy. Đó, còn cái hàng trồng, hàng men vi sinh này thì nó mình xử lý được, mình đục cây rồi mình cho những cái men vi sinh vào và nó tự tạo ra dầu từ 3 đến 5 năm. À, 5 năm thì 7 năm thì nó sẽ ra dầu già hơn. Còn 3 năm thì dầu nó sẽ chưa đạt bằng. Thì tất nhiên càng để lâu thì nó càng chất lượng rồi các bác. Nó càng ngấm dầu vào cái thân cây ấy, nó càng càng chất lượng và nó càng đặc. Đó, cái cây già nhiều năm thì nó càng đặc các bác. Đó, thì nó phải ăn dầu, ăn nấm như vậy thì nó cái gió bầu nó mới tạo ra trầm. Các bác nào mà có nhu cầu các bác đặt hàng bên tôi thì bên tôi vẫn giao hàng tận nơi nhé, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền, các bác yên tâm. Anh em đặt là cả combo, cả miếng, cả lưu điện sông cho nó VIP, cho nó chất lượng nha các bác. Sông lưu điện là tuyệt vời nhất nha các bác. Đây, hàng rừng còn từng đây, sắp tới tôi sẽ nhập thêm cái hàng kiến này nữa. Hàng kiến này sông anh em báo lại là rất là thích luôn, thơm cực kỳ ngọt. Cái tác dụng của cái sông trầm này thì nhiều anh em mới thì anh em chưa biết được tác dụng nhiều đâu, nhưng mà anh em nào đã biết rồi ấy thì sông của nó, thứ nhất là nó giảm căng thẳng,
stress cực kỳ hiệu quả. Thứ hai nữa là nó giúp cho mình tăng cái tinh thần để mình làm việc nó tốt, nó tập trung. Thứ ba nữa là nó chữa được cái bệnh trầm cảm của nhiều anh em nhé các bác nhé. Nhiều anh em là lo lắng, lo âu nhiều quá, hoặc là nhiều cái chuyện nó đến với mình quá thì nó hay bị trầm cảm nhẹ, hoặc là trầm cảm ấy, đi khám bác sĩ người ta bảo trầm cảm ấy, thì dùng những cái sản phẩm liên quan đến trầm hương hoặc những cái sản phẩm tự nhiên có hương thơm này, nó giúp cho cái não bộ cũng như là cái suy nghĩ của mình nó thư giãn, nó thoải mái, và một thời gian là nó rất là nhẹ nhàng các bác, rất là nhẹ nhàng luôn, và nó gần như là giải quyết được cái vấn đề trầm cảm rất là tốt. Nên là anh em chia sẻ lại đó, chia sẻ lại với các bác. Cái hàng tự nhiên này dầu bao giờ nó cũng dầu đỏ, và nó tia dầu của nó rất là đẹp luôn, là dầu đỏ au hàng kiến đấy các bác. Nó đặc trưng của nó là dầu đỏ, tia dầu đỏ như này. Đây các bác nhìn này. Đó. Màu nâu đỏ nhé các bác nhé. Hàng Nha Trang, hàng Việt Nam mình đấy. Đặc trưng của nó là tia dầu nâu đỏ, rất là chất lượng, thơm lắm. Đây, đốt cho các bác xem luôn. Đốt cho các bác hàng kiến này, test cho các bác luôn. Rất là khó cháy. Đấy. Thử phức luôn các bác ơi. À, thơm lắm. Wow, thơm thích thật. Cái trầm hương tự nhiên này nó cứng lắm, nó cứng. Đây các bác. Dầu của nó đây. Đó, thơm phức luôn, đốt lên cái mà thơm ngọt. Các bác xông mà lưu điện nữa cơ, nó mới tuyệt vời các bác nhé. Đó, các bác nào mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ. Đây là ngoài cái miếng hàng phôi này ra thì bên tôi còn có cái hàng răm xỉa này, giá nó sẽ tốt hơn này. Hàng răm xỉa này thì nó là xỉa từ những cái phôi này này, nó ra. Đó, thì nó như thế này. Đây các bác, đóng một hộp 50g như thế này. Một hộp như này thì giá của nó là 450 thì đang được giảm còn 380 một hộp nhé các bác. Đây, 380 hộp 50g. Đó, rất là nhiều luôn. Các bác xông phải cái cả tháng mới hết được. Mỗi một lần xông là chỉ 2 thìa cà phê thôi. Nhúm nhúm như này thôi. Đấy, đã bỏ vào xông. Hàng này hàng khô căng, nét và nó rất là tơi luôn. Đó. Xông cái này rất là tiết kiệm, mà nó thơm cũng rất là ngọt nha các bác. Đó, cái này tôi chưa đóng, chuẩn bị đóng vào hộp. Hôm vừa rồi thì cũng có mấy bác là thích xông cái này. Xông cái này thì nó tiết kiệm hơn là cái miếng, và nó cũng dễ xông hơn. Đó. Thường là xông ở trong phòng ngủ này, xông ở trong phòng làm việc này, xông ở trong phòng điều hòa. Đó. Nhất là các bác nào mà trước khi đi ngủ các bác xông bật lên cái lưu điện đèn xông thì thư giãn tuyệt đối và đi ngủ một mạch luôn, không có bị mất ngủ, không có bị lo lắng lo âu gì nhé. Rồi cái hương thơm của trầm hương này nó dễ chịu lắm, nó thư thái lắm các bác, nó giúp mình buông thả đấy các bác, buông lỏng ấy, buông lỏng cái cơ thể ra, ngủ rất là sâu. Đó. À, nhất là các bác nào mà hay bị mất ngủ ấy thì các bác nên sử dụng nhé, nên sử dụng những cái sản phẩm như là trầm hương này, hoàng đàn này, đàn hương, nó những cái hương thơm rất là tuyệt vời. Rồi các bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì các bác cứ liên hệ bên tôi sẽ giao hàng tận nơi được kiểm tra hàng. Cảm ơn các bác nhiều nha. Xin chào.